Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sahan và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Liên tục xô đổ các kỷ lục với các sản phẩm âm nhạc của mình, Blackpink còn được xem là một nhóm nhạc đồng đều trong khoản ăn mặc khi mà thành viên nào cũng có một phong cách thời trang chất lờ. Và mặc đẹp đối với Blackpink là chuyện thường và thậm chí thì 4 mẫu hắc hương còn được khen ngợi là mặc đẹp hơn cả người mẫu của hãng. Thứ nhất, Rosé. Gần đây thì Rosé trở thành tâm điểm chú ý khi diện bộ zoom xôi của một nhà mốt danh tiếng có giá gần 100 triệu đồng. Thay vì giữ nguyên thiết kế gốc, Rosé đã thay đổi chút ở phần cúp ngực xếp nếp, nhờ thế bộ trang phục giúp tôn dáng người mặc hơn. Mỹ nhân nhóm Blackpink vì thế mà được khen mặc đẹp hơn cả người mẫu của hãng. Đây không phải là lần đầu tiên Rosé được khen ngợi vì mặc đẹp hơn người mẫu của hãng. Mỹ nhân nhóm Blackpink có khả năng phối đồ sáng tạo phù hợp với vóc dáng. Khí chất tiểu thư kiêu kỳ đài các của Rosé cũng chính là yếu tố giúp mỹ nhân này chinh phục những thiết kế kén dáng nhất. Rosé diện cardigan giá 10,7 triệu đồng theo style sexy khi chỉ cài hai khuy áo phía trên, phối cùng quần jean ống suông để hoàn thiện set trang phục. Còn rõ ràng thì cách Rosé chinh phục chiếc váy yểu điệu này ăn đứt người mẫu của hãng. Thứ hai, Jennie. Không ai có thể phủ nhận sức hút của Jennie, chỉ cần xuất hiện ở đâu nữ thần tượng lập tức gây sốt. Thậm chí trang phục Jennie khoác lên cũng nhanh chóng cháy hàng vì cô mặc quá đẹp, phối đồ quá xuất sắc. Cũng như Rosé, đếm không xuể số lần công chúa YG được khen mặc đẹp hơn cả người mẫu của hãng. Jennie từng gây bão mạng khi diện bộ trang phục theo concept thủy thủ của nhà mốt Pháp lừng danh. So với người mẫu của hãng, có thể thấy Jennie đã tiết chế các chi tiết rườm rà chỉ thêm một chiếc nhẫn trơn điểm xuyết. Jennie luôn có cách biến tấu cho set đồ trở nên ấn tượng hơn so với thiết kế gốc. Điển hình là công chúa YG bỏ hẳn áo khoác để khoe khéo bờ vai chân. Mang lên sàn diễn set đồ mang hơi hướng công sở của nhà mốt đình đám, Jennie chỉ diện áo theo cách khoe khéo được eo thon. Khí chất sang chảnh cùng body chuẩn mực miễn bàn của Jennie được khen là ăn đứt người mẫu của hãng. Thứ ba, Jisoo. Chị cả của nhóm Blackpink từng im ắng hơn so với các thành viên khác, nhưng dạo gần đây, danh tiếng của Jisoo bùng nổ ở cả địa hạt thời trang. Những set trang phục chặt chém của Jisoo xuất hiện nhiều hơn và ai cũng phải thừa nhận với gương mặt chuẩn hoa hậu cùng gu ăn mặc ngày càng thăng hạng, không quá khó để Jisoo theo kịp các mẫu còn lại trong tương lai không xa. Nhan sắc và khí chất của Jisoo ăn đứt người mẫu. Thứ tư, Lisa. Nhắc đến Lisa thì ngoài khả năng vũ đạo cực đỉnh, fan K-pop còn dành nhiều lời khen cho em út nhóm Blackpink vì phong cách thời trang biến hóa đa dạng. Trong bộ ảnh gần đây quảng bá cho album The Album của nhóm, Lisa chứng minh đẳng cấp đại sứ thương hiệu toàn cầu khi biến chiếc chân váy dáng dài kín đáo có phần tẻ nhạt trở nên sexy bội phần. Lisa cũng từng chinh phục cây đồ chất liệu metallic của một nhà mốt đình đám khi tham dự Milan Fashion Week. Nhiều người còn chắc địch không Lisa, không ai có thể mặc đẹp thiết kế này như thế. Thần thái đỉnh cao của Lisa khi diện cả cây đồ chất liệu kén dáng của nhà mốt Ý. Nhìn lại mẫu thiết kế này trên sàn diễn, netizen tấm tắc khen ngợi cách phối đồ của em út Blackpink thanh thoát hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!